Hello, Nguyễn Hữu Tô, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục có mặt tại cửa hàng mô tô của anh Dương đó anh chị các bạn. Cũng là vừa về mấy chiếc xe thì em có thể đây cập nhật cho anh chị các bạn mình luôn và những dòng xe trong cửa hàng ha. Đầu tiên này anh chị các bạn mình thấy là Honda CB 300G nha các bạn anh chị. Đây. Đó. Con này đăng ký 2021. Xe còn đẹp lắm, đi mới ít có 3.400 rồi các bạn. 3.400 cây thôi các bạn ơi, biển 61 luôn ha. Con này em mét 65 là ngồi đi cũng được nè. Đó, anh em nào mét 65 là ngồi ok luôn á. Đó. Tư thế là mình ngồi đứng cái lưng nha, thẳng lưng á, không có mỗi lưng nha các bạn anh chị. Đó thì vừa cập bến luôn thì anh Dương ảnh cập nhật giá cho anh chị các bạn mình là 98.500 nha các bạn. 98.500 ha. Anh chị các bạn có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình em có để ha. Hoặc mình đến địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, xã Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương để trực tiếp xem xe nha anh chị các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ vô trong cửa hàng nha các bạn. Vô trong đây thì cũng còn rất là nhiều dòng xe khúc lớn nè. Và những dòng xe cổ điển đó anh chị em mình. Và bên đó thì có những khúc nhỏ luôn. 150 cho đến 1000cc đều có hết nha các bạn. Đầu tiên là con Z1012 mới về luôn, em cập nhật luôn ha. Đó, Kawasaki Z1K thằng Thánh đó các bạn ơi. Con này biển 94 luôn nè. Bô thấy còn zin nè. Có lên mấy cái đồ chơi cơ bản nè. Trợ lực tay lái nè các bạn. Đó, và đây là có ốp lốc máy hết trơn nè. Đó. Hai bên luôn ha, rất là đẹp luôn, chống đổ luôn nha các bạn. Đó, mét 65 là ngồi ok luôn, vết 1000 nè, mét 65 mà anh em nào mà ngồi tung là ok đó các bạn. Đó, rất là vừa luôn. Vết này thì anh em mà ngồi hơi khom khom nha, chứ không có đứng như là con CB hồi nãy nha các bạn. Khom khom lưng ha. Rồi, để báo giá luôn các bạn luôn ha. Con này đi được 17.000 cây. 159 triệu các bạn. Ha, 159. 2012. Biển 94 nha các bạn anh chị ha. Các bạn có nhu cầu quan tâm cứ đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng để xem xe luôn nha các bạn. Z1000 thì cũng còn ở ngoài kia một chiếc. Đây thì thẳng em cập nhật luôn ha, trong phân khúc 1000 luôn nha. Con ngoài này là 2014 các bạn ơi. Biển là 59 thành phố luôn á. Con này 215. Đó. Con này cũng lên mấy cái đồ chơi cơ bản là bô còn zin nha. Có ốp lốc máy nè, chống đổ chợ sáng nè. Đó. Nhiều thôi các bạn. Đó. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ xuống dưới này cập nhật phân khúc nhỏ dài lên nha các bạn. Đó, dưới đây thì có rất đủ cái dòng xe cho các bạn mình lựa luôn nè. Z300 nè, G3 nè anh em. Và bên đây là có MT15 nè các bạn. Bandit nè. Nè, con Bandit 2020 nha các bạn anh chị. Biển là 83 Sóc Trăng luôn. Con này đi 13.000 cây ha. Chưa có bình hả? 13.000 cây các bạn. 38.500 nè. Suzuki Bandit. Rồi có chống trộm luôn các bạn ơi. Có chống trộm, không có gành. 38.500 nha các bạn ha. Suzuki. Rồi đây mình sẽ cập nhật cái lô bên đây trước thôi. Con này bán chưa? Con này bán ha, cho qua. Vậy là mình cập nhật bên đây các bạn. Con này bán rồi hả? Không, ba con đấy đồng giá nhỏ, cái giá nằm sau cái kính. Đây. Vậy là màu đen nhám là hai chiếc, là một chiếc đỏ đen các bạn, là đồng giá luôn là 63.500. Con này là 2021 là biển 47 nè các bạn. Đi 2.000 cây. Con bên đây là đi 8.000 cây 2022, biển 83 luôn. Và bên đây là đỏ đen 2021 đi 6.000 cây. Cũng là 63.500 luôn các bạn ơi. Đó. Xe còn đẹp lắm nha.
Honda CBG 150 các bạn, mẫu mới á anh em ha, úp xe đao và thắng ABS luôn nè. Máy còn rất là chắc luôn các bạn. Đó, anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình nha. Để mình trực tiếp xem xe cho nó rõ qua Zalo các bạn. Tiếp theo là con Ninja 300 2016 Kawasaki đó các bạn. Con này biển là 60. Đi được 26.000 cây nè, 79.500. Con này có lên gabo ha anh em. Gabo chống đổ chợ sáng nè. Rồi cái bình yếu rồi các bạn. Anh em nào mà có nhu cầu quan tâm cứ trực tiếp với cửa hàng để mình xem xe test máy nha. Bình thì đã sạc lên đầy đủ cho các bạn mình xem. Cũng là Kawasaki luôn, Z300 các bạn, 2017, xe màu xanh đen ha. Đó, Z300 nè, có nhiều anh em cũng hỏi dòng mẫu này ha, hình như là cửa hàng riêng còn một chiếc thôi. Một chiếc màu xanh đen nè. Con này anh em nào S65 cũng ngồi vô tư luôn á, được. Đó, bô zin nghe nó rất là nhỏ lắm các bạn. Bô zin này rất là đầm luôn. Rồi, biển 83 đi 19.000 cây, giá là 83.500 nha anh em. Z300. Đó, ok ha. Tiếp theo thì cũng là phân khúc 300 thì có Yamaha G3 các bạn. 2019 à, con này đi 18.000 cây các bạn, biển số 68 Kiên Giang luôn nè. 85.000 các bạn. Xe nguyên zin hết nha anh em. Đó. Nước sơn còn nguyên zin luôn á, còn đẹp lắm nha các bạn. Liền lạc. Bô zin luôn, đuôi zin luôn. Con này cũng vậy nè, con này cũng lên cây bô thôi các bạn. Con này 2016 lên được cây bô và chống đổ chợ sáng rồi nè. 79.500 đi 30.000 cây. Đó, G3 Monster các bạn ha. Bên đây thì G3 mẫu mới nè anh em, đời mới nè, đăng ký 2020. Con này là biển là 24, đi được 3.000 cây các bạn. 110.000 nha các bạn ơi. Đó. Nguyên zin luôn nha các bạn. Đó, zin toàn tập luôn á. Đây. Nước sơn còn rất là đẹp mới luôn các bạn. 110 ha các bạn ha. 110 đi được 3.000 cây. Đó, con này biển 24. Rồi, con này của anh Dương ha. Rồi, qua đây là có Kawasaki Ninja 300 luôn nè. Con này màu trắng. 75 à? 85.000. 85.500 các bạn. Rồi, Ninja 300 nha. Con này đuôi cũng còn zin nè, bô zin luôn nha các bạn. Ok, rồi tiếp theo là cũng Kawasaki luôn, Ninja. Ủa, Z650 các bạn. Z650, một chiếc cao nhất luôn, con này siêu đẹp luôn nha các bạn ơi. Còn mới lắm nè, con này đi được 9.000 cây thôi các bạn. Đăng ký 2020. Đó, ok chưa? Còn zin hết luôn, bô zin nè, có lên được cái cặp chấm đỏ ha các bạn. Kính nè, kính không zin luôn nè. Con này 159 nha các bạn. Biển 59 luôn. Biển số 59 Sài Gòn ha. Ok. Đó, xe liền lạc đẹp nha các bạn. Qua đây là có Z800. Z800 2015, biển 74. Con này 149 nha các bạn. Z800 màu đen. Rồi, có lên được cây bô và biển số đúc gầm. Đó, một chiếc cây nhất luôn, Z800 ha. Rồi, anh em nào có đam mê cứ nhanh liên hệ qua số điện thoại nha các bạn. Con này sao Huy? Sẵn cập nhật luôn. À, đây. Rồi, chi âm 660cc các bạn. 2021, biển là 59 luôn nè. Con này đi được 8.000 cây. 240.000. Chia hình nữa các bạn, chia ầm á, hãng chia ầm á. Con này cái giá thì tôi tựa như là CB, nãy mình xem nha các bạn. CB 300 á.
ngồi cũng tương tự vậy đó, cái chiều cao đó. À, mặt đồng hồ đẹp nha các bạn. Đó. Bô zin nha, bô zin mà nổ rất là phê luôn nha anh em. Bozin mà nổ nghe tiếng quá là phê luôn các bạn ơi. Đây. Đó, anh em nào có chi tiết về dòng xe này cứ thể chụp màn hình gửi qua Zalo nha anh em. Con này hãng chi ầm 660cc. Cái đuôi này là đuôi zin nha anh em, nó là đừng nói chế nha. Đuôi là zin nó luôn vậy luôn á. Đó. Ok ha. À, để báo giá lại cho các bạn luôn nè, con này 240 triệu. Rồi tiếp theo thì cũng có BX Ton 500 đăng ký 2022 luôn nè các bạn. Biển 61A1, con này đi được 2000 cây, 145 nha các bạn. Đó, BX Ton 500cc. Đó, dáng thì con này chắc thấp à. Chiều cao hả? Thử chiều cao em này coi. À, chiều cao em này thì nói chung cũng tương đương luôn các bạn. Tương đương với em nãy mình vừa xem á. Cái dáng nó cũng vậy luôn á. Ngồi không có khòm cái lưng. Rồi ok ha. Tiếp theo thì tới những con siêu phẩm phân khúc lớn hơn xíu là Honda CB 650 giờ. Con này 2019 anh em, biển 59A3 luôn, đi được 17.000 cây, 222 triệu nha các bạn. Đó. Mấy dòng xe này thì anh em nào mấy 65 là mình ngồi được rồi, 65 là ngồi đi ok luôn á. Rồi bên đây cũng còn mà bên đây 2021 nè, cũng là CB 650G luôn nha, biển 61, con này đi được 3.000 cây, 239 nha các bạn. Đó, giá cả tùy theo cái hiện trạng của xe và đời xe nha anh em, cứ mạnh dạn đến địa chỉ cửa hàng để xem trực tiếp cho nó rõ nha. Rồi bên đây thì có CBG 650G 2019 nha các bạn, con này đi được 8.000 cây, biển là 60 luôn nè, 215 nha các bạn. Con này lên được cây bô XC nữa nè, chống đổ. Rồi mọi thứ còn zin hết luôn. Rồi con này là mới nhất luôn, CBG 650G mới luôn, 2022 luôn, đi được mới có 9 cây thôi các bạn ơi, chạy từ salon về thôi các bạn. Đó, xe như là một chiếc xe mới luôn đó anh em. Màu đen nhám nha các bạn, 240 triệu. Đó. Ok. Rồi qua bên khu vực bên đây nè. Đó, bên đây thì có CBG 600 anh em ha. Con này bữa là mình báo 209 đúng không? Đời đời 209 đó bạn, giá là 279 đó. 279 triệu đó nè. Con này nói chung hầm hố luôn anh em. Nè, bô nó thiết kế là ở đuôi luôn nè các bạn. Đó. Trông rất là ngầu ha, hầm hố các bạn, biển 59 luôn. Anh em nào muốn xem chi tiết có thể chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em nha. Rồi, mình sẽ lần lượt bên trong nè các bạn. Z1000 thì nãy mình coi rồi ha, qua đây thì có Honda Rebel 500. Con này độ full đồ chơi luôn nè các bạn. Không còn cái gì mà để lên cho anh em nào mà thích lên đồ chơi á thì nên xem em này, có lên sẵn cho các bạn mình hết rồi. Cản full 3 thùng luôn ha. Phía trước thì có kính chắn gió nè, nói chung rất là nhiều luôn, bình để đồ nè hai bên luôn, cản nè. Chỗ nó gác chân nè rất là to luôn. Con này hiện tại là 155 các bạn, 155 triệu ha. Biển là 59. Bên đây là em nguyên zin nè. Anh em nào thích nguyên zin thì xem em này, nguyên zin luôn, giá nó mềm hơn xíu, 147 đúng không? Cũng là Honda Rebel 500 nha các bạn. Con này nguyên zin, con này lên đồ chơi, full luôn. Rồi ok.
Tiếp theo vô bên trong đây thì Kawasaki Vulcan 650S các bạn. Hiện tại thì đây còn một cặp luôn. Thông tin đâu hết rồi Huy? 2 chiếc là đồng giá là 165 triệu. Đăng ký 2016 là 2 chiếc luôn các bạn. Để mình xem biển số nha. Còn bên đây là biển 65 nè anh em. Và bên đây, bên đây biển 68. Đúng không ta? Đúng rồi, 68 các bạn. 65, 68. Rồi các bạn anh chị mình nếu mà có quan tâm cứ đến đây lựa ha. Thích em nào thì mình cứ rước em nó về thôi. Mẫu này nói chung thì rất là dễ đi rồi. Anh em nào mét mét rưỡi đi cũng được, mét 50 đi cũng được. Đó, khá là thấp luôn. Rồi xe thiết kế thì ngồi rất là thoải mái, đi đường dài là vô tư luôn các bạn. Đó. 650cc nha các bạn ơi. Rồi, qua đây thì có Đúp 390 2019 các bạn đi. Biển là 17, đi được 20.000 cây, giá là 115 nha anh em. 390cc nha các bạn. Đó, mẫu xe này. Xe còn đẹp lắm nha. Con này còn siêu đẹp nữa anh em ơi. À, đây. Nó lên được capo. Khá là ấm luôn nha các bạn. Rồi, nãy báo giá rồi rồi đúng không? 115. À, con này bán chưa? MT15 đúng không? Ủa MT03. MT03 các bạn. Con này đăng ký mấy thôi? 2018. MT03 nói chung đợt này khá là lâu lắm mới về được một chiếc các bạn. Wow, máy còn cứng. Máy êm dít nữa các bạn. Con này nhiêu đi? 75.500 các bạn. Xe màu đen nha, đen nhám. Con này biển 79 luôn nè. Bô zin luôn nha các bạn, đuôi zin luôn nè. Hầu như là thấy còn nguyên zin toàn tập luôn các bạn. Rồi, ok ha, anh em nào thích thì nhu cầu quan tâm liên hệ ngay qua số điện thoại nha. Con này bán chưa? Con này FZS. Xa phun xăng điện tử rồi nha các bạn. 25 đúng không? 25.500. Yamaha FZS 150 đó các bạn. Con này có phun xăng điện tử rồi nè. Xăng cơ nó rẻ hơn nha các bạn. Con này biển 59 luôn. Đó, 25.500. Rồi con Ninja này mà bán chưa? Chưa. Con này chưa không? Con này giá nhiêu ạ? Chưa biết giá luôn hả? Ninja. Rồi các bạn có nhu cầu quan tâm chụp màn hình nha. Để xem biển số. Ồ, biển số tháo luôn rồi. Ok, cho qua nha các bạn. Qua đây thì có Bentley 302. Này thông tin xe ghi lộn rồi. 302, con này 2019. Biển 61, đi được 25.000 cây, giá là 73 triệu các bạn. Bô là lên bô Z1K luôn nha các anh em. Đây, cái bô Z1000 luôn á. Góc cà phê luôn các bạn. Nói chung dòng Bentley 302 nói chung gắn bô gì nghe nó cũng hay nha các bạn. Rồi, con này giá 73 hả? Rồi 73. Coi bên trong đây bán cho Huy. Honda NC700S các bạn. Đó. Con này thiết kế trong nó hầm hố nó cao vậy, thật chất là cái yên nó rất là thấp nha anh em. Mét 65 là ngồi được nha. Cái thông tin xe đâu vậy? Đây hả? Ở đây đây. 2015 biển 69 luôn nè, đi được 25.000 cây, 155 triệu nha các bạn. Đó, 155 triệu.
Honda NC700S là 700cc đó nè. Rồi tiếp theo vô bên trong đây là có phân khúc 150 thì báo luôn nha các bạn. Yamaha MT15 hiện tại là còn cũng nhiều nha. Còn 4 chiếc à? 1, 2, 3 trong đó hả con này? Không, con dưới đó bán là 4 này còn. Còn dưới đó bán ha, còn 4 con trên đây. Con đầu tiên màu xanh trong đây là 2021, biển là 86 nè. Đi được 9.000 cây các bạn. 57.500. Đó. Bô zin luôn nha anh em. Rồi 57.500 nha các bạn. Con này biển 86 nè. Tiếp theo là màu đen bên đây là 2021, biển 60 luôn. Con này đi được 4.000 cây thôi anh em ơi, đi ít hơn ha. 61.500. Màu đen, xe liền lạc còn đẹp lắm nha các bạn. Bô đuôi zin nè, bô zin luôn. Đó, mọi thứ trên xe là còn zin hết nha các bạn ơi. Rồi tiếp theo màu xanh đời 2021 luôn. Con này biển 85, đi được 4.000 cây luôn. Đó, 4.000 cây như là em màu đen bên đây ha. Nhưng mà em này có 59.500 thôi nha các bạn. 59.500. Ok ha. Tiếp theo là bên đây là màu xanh, xanh mờ này, có cái mâm đó màu vàng chanh. Con này 2019, biển 59, còn đi được 2.000 cây. 62.500 nha các bạn. Xe zin luôn nha các bạn ha. Mâm này là mâm zin luôn nha anh em. Đó, zin từ trong nhà máy ha. 62.500. Rồi ok. Đó. Bán hát trong đó bán chưa? Bán rồi ha. Ninja đó bán luôn đúng không? Rồi ok. Đó thì mọi thắc mắc nhu cầu quan tâm gì nãy giờ anh chị em mình có chưa gọi về máy có thể liên hệ qua số điện thoại em có để trên màn hình đó anh chị em mình. Dương moto.com ha, có để số điện thoại trên màn hình đó. Anh chị em mình có liên hệ qua Zalo đó giúp em. Đó, hoặc mình đến địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Hồng Hiệp với em Bình Dương để trực tiếp xem xe nha anh chị các bạn. Thì video em chỉ cập nhật tới đây thôi. Cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn trong những video tiếp theo.